Thưa quý vị, chúng ta vừa chứng kiến trường hợp oái oăm cho việc lựa chọn con dâu trong phần 1. Chị Hòa, nếu trong trường hợp mà rơi vào gia đình chị tính thế nào? Nếu như vậy thì cũng quả thực là khó nghĩ. Thế nhưng mà thôi, ta thử xem ông bố và bà mẹ trong câu chuyện của chúng ta giải quyết vấn đề này ra sao nhé. Lời nói của bố anh như gáo nước lạnh dội xuống tôi. Tủi nhục, ê chề, nước mắt đầm đìa mà tôi không thể thanh minh cho mình được. Đúng là trước đây vì tiền, tôi đã phải hạ mình đi làm cái việc xấu xa đó. Nhưng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tôi chỉ phục vụ tại các tụ điểm ăn chơi, chứ tuyệt nhiên không bao giờ làm cái việc kia. Chưa bao giờ. Nhưng bố anh đã biết việc đó, thì tôi khó mà lay chuyển được ông, khó mà làm ông tin tưởng tôi. Chẳng nhẽ tôi đành chịu mất anh hay sao? Cứ nghĩ đến như thế, tôi lại khóc nức nở, vì mình không thể giữ được tình yêu cho mình. Cái cảnh cô ta bên cạnh bao nhiêu người đàn ông cứ hiện lên trong tôi như trêu người, mỉa mai, cười cợt tôi. Là một người bố, tôi sẽ không để cô ta lừa gạt con tôi nữa. Sự việc đã đến nước này, tôi quyết định sẽ nói cho con trai tôi toàn bộ sự thật. Tôi không muốn nó cứ đâm đầu vào cô ta, rồi để cô ta lừa dối nữa. Như hai người đàn ông, hai chúng tôi ngồi đối diện trong một không khí khá căng thẳng. Tôi không nói gì nhiều, chỉ nói với nó một câu duy nhất rằng: cô ta là điếm, hãy đi tìm cô ấy để được nghe toàn bộ sự thật. Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy con trai tôi ở trong trạng thái như thế. Bàng hoàng, giận dữ, nó cho rằng tôi nói dối nó. Nhưng từ sau hôm đó, những lời nói của tôi đã tác động sâu sắc đến tinh thần của nó. Dù tin hay không tin lời tôi nói, con trai tôi đã đến gặp cô ta để tìm ra sự thật. Em không phải là một con điếm. Anh hãy tin em. Anh không phản ứng gì sau khi nghe tôi nói vậy. Có thể chỉ một câu đó thôi không đủ để anh tin tưởng, không đủ để anh đặt trọn vẹn tin yêu cho tôi. Thế rồi, nó kể cho con tôi nghe toàn bộ câu chuyện cuộc đời nó. Nó là một cô gái tỉnh lẻ, sau khi thi đỗ đại học đã lên thành phố học. Nhưng bố mẹ nó không có đủ tiền để cho nó ăn học. Thế là để có tiền ăn học nơi thành phố đắt đỏ, nó đã phải lao động đủ nghề, nhưng vẫn không đủ tiền. Đã thế, sức khỏe của tôi vốn yếu, nên mấy lần tôi đã ngất đi ngay tại chỗ làm. Thấy thế, người ta cho tôi nghỉ việc. Nhưng tôi không thể bỏ học được, đó là ao ước cả cuộc đời tôi. Giữa lúc loay hoay đi tìm việc mới, thì bất ngờ cô bạn ở cùng xóm trọ đã rủ tôi đi làm cùng cô ta. Nghe cô ta nói thì công việc đó không vất vả, không nặng nhọc mà lại kiếm được nhiều tiền. Mắt tôi sáng lên đầy hy vọng, ngay lập tức tôi đồng ý đi làm ngay. Trái với tưởng tượng của tôi, cái công việc nhàn nhã đó chính là việc rót bia, cười đùa, nói những lời mật ngọt với đám đàn ông. Tôi những muốn từ bỏ cái việc đó ngay sau buổi đầu tiên, nhưng tôi lại lao đi tìm việc khác. Nhưng chẳng có việc nào có thể đem lại nhiều tiền cho tôi như cái việc nhơ nhớp kia. Cực chẳng đã, tôi lại lao vào công việc đó với suy nghĩ khi nào kiếm đủ tiền, tôi sẽ dừng lại ngay việc đó. Và suốt thời gian đó, tôi luôn giữ mình. Trong mắt đám đàn ông, tôi là một cô gái kiêu kỳ, khó tính và khô khan. Họ không thể chạm vào tôi. Nhưng càng thế, tôi càng đẹp thì phải, nên tôi vẫn được nhiều người gọi đến. Họ nói chỉ cần được ngắm nhìn tôi thôi là cũng đủ rồi. Thời gian trôi qua, mọi việc cũng đến lúc chấm dứt. Tôi đã bước qua khỏi vũng bùn đó để trở về cuộc sống đích thực của mình. Nơi đó chỉ có ánh sáng và có cả tình yêu nữa. Nói đến đó, mắt tôi rưng rưng ngấn lệ. Tôi nhìn anh, tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi. Anh không nói gì với tôi, chỉ im lặng ra về.
Sau hôm đó, con trai tôi ở lì trong phòng. Có vẻ như nó đã cắt đứt liên lạc với cô ta. Nhưng cái cách mà nó nhốt mình trong bóng tối không phải là điều tôi mong muốn. Vợ tôi vẫn không hay biết chuyện gì. Thấy con trai tôi như vậy, chỉ thở dài buồn bã. Không thể để tình trạng này kéo dài lâu hơn được nữa. Tôi bắt đầu sắp đặt cho con trai tôi gặp gỡ những cô gái khác. Nó mang đến buổi gặp mặt một gương mặt buồn không che giấu. Rồi có những lúc nó đột ngột đứng dậy lủi thủi ra về. Vợ tôi càng ngày càng sợ con tôi mắc bệnh thần kinh. Bà ấy chỉ biết ngồi khóc và than thở. Lòng tôi đã chán chường, lại càng thêm não nề. Anh đột ngột biến mất sau buổi nói chuyện hôm đó. Những ngày đầu, tôi nhớ anh đến quay quắt. Tôi không ăn, không ngủ nổi. Và tôi đau lòng xiết bao khi anh không tin tôi. Nhưng tôi cũng không có quyền bắt anh phải yêu tôi. Vì có mấy người đàn ông chấp nhận bạn gái mình làm cái nghề ấy đâu cơ chứ. Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó. Trong lúc tôi không thiết tha sống nữa, thì một việc bất ngờ xảy ra. Mới đầu cơ thể tôi bắt đầu mệt mỏi, có những biểu hiện lạ lùng khác thường. Tôi chỉ nghĩ tôi bị ốm mà không hề biết rằng tôi đã mang thai. Vâng, tôi đã mang trong mình giọt máu của anh. Khi biết điều đó, tôi đã muốn phá bỏ nó đi. Vì anh đã bỏ tôi không thể để nó sinh ra mà không có bố. Tôi chưa kịp làm điều đó thì cô bạn cùng xóm trọ của tôi, là cô bạn mà dẫn tôi vào cái công việc nhơ nhớp ấy, đã kịp ngăn tôi lại. Tôi đã kể cho cô ấy nghe toàn bộ sự việc vừa diễn ra với tôi. Chẳng nói chẳng rằng, cô ấy lấy số điện thoại của tôi và tìm số điện thoại của anh và đi tìm anh. Những biểu hiện lạ lùng của con trai tôi làm tôi không yên lòng. Tôi đã thuê thám tử đi theo nó, để có bất kỳ điều gì bất trắc xảy ra còn có người giúp nó. Rồi có một cô gái lạ đến tìm nó. Cô gái lạ đó đã mắng con trai tôi một trận tơi bời. Đó chính là bạn của cô ta. Cô gái lạ kể lại rành mạch từng việc làm của cô con dâu tương lai của tôi, rồi trách con trai tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ nên không có thể hiểu được nỗi cơ cực của những người kiếm từng đồng để sống qua ngày. Rồi cô gái lạ đó nói rằng dù làm cái việc đó, nhưng con trai tôi chính là người đầu tiên và duy nhất cô con dâu tương lai tôi dâng hiến. Và hiện con dâu tương lai tôi đang mang trong mình giọt máu của con tôi. Nghe đến đó, con tôi đột ngột chạy thục mạng. Anh ào vào nhà tôi như một cơn bão. Nhưng anh không mang đến những trận cuồng phong, mà anh mang đến sự bình yên cho tôi. Anh ôm lấy tôi, xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ cho anh. Và anh lần thứ hai nói lời cầu hôn tôi. Hãy làm vợ anh nhé. Lúc đó tôi không biết vì sao anh lại thay đổi thái độ đột ngột đến thế. Mãi sau này anh mới kể cho tôi nghe về lần gặp gỡ cô bạn tôi. Chính cô ấy đã đánh thức anh, đã giúp anh nhận ra tôi có ý nghĩa như thế nào với cuộc đời anh. Dưng dưng xúc động, tôi nhận lời làm vợ anh. Sau khi nghe đi nghe lại đoạn băng thám tử ghi âm lại nội dung câu chuyện giữa cô gái lạ kia và con trai tôi, lòng tôi như trùng xuống. Tôi không đang tâm để đứa con của con trai tôi phải sống trong cảnh bơ vơ. Nhưng liệu tôi có thể rộng lòng đón nhận cô ta làm vợ con trai tôi không? Ngày con trai tôi nói với tôi nó sẽ cưới cô ta, theo bản năng tự nhiên, tôi không phản đối nữa. Tôi chỉ nghĩ đến đứa bé con của con trai tôi. Nó cần phải có bố. Tôi không thể làm cái việc tàn nhẫn là để nó sinh ra không có gia đình đầy đủ. Có lẽ sự can thiệp của tôi đến cuộc đời con tôi như thế cũng là đủ rồi. Con tôi đủ trưởng thành và chín chắn để biết phân biệt phải trái đúng sai. Và cuộc đời nó có thế nào thì nó sẽ tự chịu trách nhiệm. Tôi không biết sau này tôi có thể tha thứ cho con dâu tôi hay không. Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất
cho đứa cháu sắp chào đời của tôi. Tất cả rồi sẽ trôi qua, và chỉ còn tình người là ở lại. Hãy để những điều đó dẫn lối chúng ta trong cuộc đời này. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình giờ thứ 9 của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.